Rồi sắp là câu gì bạn cho tất cả em mình thủ nha, bắt trong năm anh em mình vào câu cá nha. Đã quay trở lại video ngày hôm nay, video ngày 14 tháng 3. Cái video đây cho mình là hôm nay có trong cũng là có 27 mẫu cần như này, thì giới thiệu sơ lược những dòng như là hàng VIP nha. Những dòng như là cần súp lỡ và ISO thì từ 2,7 đổ lên nha. Đây những dòng như là Shimano này, Daiwa này, cứng 1, cứng 2, cứng 1.5, có khoen lớn như này, khoen lên cứng 4 này, 5,4. Cần súp thì sẽ có từ 3,9 và 4m nha. Những dòng như là cứng từ 25-27 thôi. Cần dây trong thì có cần rút này và cần 3 khúc, dùng để cho mình giá rẻ như này, giá cực tốt nha. Cần tay trợ máy thì sẽ có những dòng là chế độ zoom này của Ryobi này, Daiwa như này, carbon quýt cơ còn nguyên hộp nha. Cần tay thì sẽ có những dòng cần tay lóng ngắn câu suối như này, Nissin Chenbu này, dài từ bộ 3,6, 4,5 và 8,1 này, cho mình sang hàng nha. Đây thì những dòng như là cần câu biển như này, đây cần câu biển, câu trên thuyền, trên tàu cho mình đây. Cần zip này, bắp pin cứng ngắc nha, tầm cứng rất là cứng, bạo lực cho mình. Cần lưu thì một khúc này, fan con của dòng Mỹ, khoen này, Sitgon này. Những dòng như lưu mực nha, đây thì có cho mình hai con lưu mực nha, một con của dòng Mỹ nha này và một con của Tayward nha. Tayward cực kỳ đẹp. Đây có một con hai khúc lưu gần này, cùng ngâm lăn xe cho nên mình đánh đa năng nha. Alpha Tackle mới cứng. Cần he chi câu bè và những dòng như là 2-3 khúc này cho nên mình câu ngâm câu lăn xe nha. Đánh cá tra, cá chim, đánh cá thu vẫn được ạ. Và bên em ship có toàn quốc là 30.000 một đơn, thì em giới thiệu sơ lược hết rồi nha. Anh em chốt đơn cái liên hệ trực tiếp là Duy 0923 534 779. Số 1 thì đây sẽ có một con cần dạng súp lỡ của dòng Ryobi như này, dòng này Metasia cần súp nha, dài là 2,1 m, cứng 15, còn rất là đẹp nha, bản Korea xuất Nhật mới cứng luôn. Con này thì anh em mình về câu đa năng này, mình câu ngâm, câu lăn xê mà mình câu lô rút cũng được nha. Cứng 15, ngọn cần đo được là ngọn 1.8 ly. Con này ngọn sẽ có cho mình là 1 và 2 khuyên chạy, 2,1 m đi kèm 3 lóng như này. Đây những con này đấu giá về nha, bên Nhật người ta báo là chưa sử dụng qua, nó không có xây xước gì cho mình luôn. Đây cần rất đẹp nha, 2,1 m cứng 15, cụ ngâm lăn xe, cụ lô rút đều được ạ. Cân nặng 110g mã số 1, giá 650 nha anh em. Đây 650.000 nha, mới cứng luôn. Số 2, một con ISO khoen nhỏ, con này thì của dòng Daiwa. Daiwa cực đẹp nha. Đây còn Daiwa nội địa Nhật nha, của dòng Mega Fokker. Con này Power Match 2 da khoen xích, dài 5,3 m, độ cứng 1 nha. Con này bạn của mình là bạn Pat vặn này. Đây con này nội địa Nhật cho anh em. Cái dòng Mega Fokker này thì anh em xài nhiều thì biết, cái dòng này cực kỳ ngon nha. Nó sẽ có định vị này, phôi hai da và tất cả khoen của mình đều là khoen xích hết. Thế hợp cho này mình câu tráp cho anh em, câu cảm giác. Cứng 1, ngọn con này là 0.8 ly, ngọn sẽ có là 1, 2, 3 này, 4 khoen chạy nha anh em. Đây 4 khoen chạy nha, định vị đầy đủ hết. Con này thì trừ lóng ngọn và lóng thứ hai thôi. Đây có định vị hết nha, tất cả các lóng. Còn mấy cái lóng dưới của mình này, hai da nha anh em. Đây hai da nha, rất đẹp cho mình ạ. Đó con này bản nội địa Nhật nha, không xuất thị trường. Cân nặng của cần thì cân được cho mình á là chỉ có 190g mã số 2, giá 1,3 triệu. Đây 1,3 triệu, rất đẹp nha. Mã số 3, số 3 thì một con cần ISO khoen nhỏ, con này của Daiwa. Con này thì cái bản này thì bản cứng hơn một xíu của dòng mà Direct Power nha, cạch bần quýt cơ cũng là hai da luôn, 5,3 m cứng 2. Cứng 2 thì nói chung là cứng tầm khoảng 3-4h cứng tay. Thì con này thì cũng là phôi hai da và dàn khoen cũng là dàn khoen full xích như này. Con này thì con kia thì phôi hai da 7 cá, con này thì carbon hai da. Ít nha. Độ cứng 2 thì ngọn cực đo cho mình xác cho này là ngọn 1.3 ly, ngọn sẽ có 1 2 này, 3 như này, 4 khuyên chạy cho mình. Con này thì trừ cái lóng ngọn và lóng thứ hai thôi. Đó. Đẹp cho này, còn mấy lóng còn lại là hai da hết này. Cái bản này thì không có định vị như này, không có được định vị trên dòng cái dòng kia. Con kia thì VIP hơn. Chụp đời cao hơn con này một xíu. Đó, đẹp nha, cứng 2. Khoen xích ạ, nguyên bản hết từ bên Nhật về. Rồi bắt vặn nha anh em, cân nặng con này là 230g, mã số 3, giá 1,2 triệu. Mấy con thì bên em đa số là mua cửa hàng nha anh em. Đây chỉ sức sơn một xíu thôi, còn rất là đẹp nha. Cho nên mình câu tráp đều được ạ. Số 4 thì đây một con cần ISO quen nhỏ của dòng C. Đây của dòng Shimano, dòng này là Holiday ISO. Dài 5,4 m, độ cứng 1.5. Con này bản Korea xuất thị trường Nhật nha, có mã code và tem đầy đủ đây. Thì con này thích là cho mình câu cắt tráp cho nên. Đây, Pat Fuji F6, khoen Fuji lọ xí đá xám. Ngọn con này thì đo cho mình là xác cho này á, độ cứng 1.5 thì ngọn 1.1 ly. Ngọn thì nó sẽ có 1, 2 khuyên chạy đây. Phôi cần là carbon nha anh em. Đây carbon xoắn vân toàn thân nha. Cần rất là đẹp nha. Đó, xoắn vân toàn thân. Dạng xoắn lò xo cho mình á. Mấy lóng ở trong thì ok này. Nó xước thì dạng như có sức dăm sơ quẹt 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 thôi, dạng lông mèo thôi nha. Còn lại thì ok hết. Thì mấy con cần tay này thì bên đây vẫn hỗ trợ xả cần tay, xả xuống cần tay như này.
Cân nặng của cần chỉ có là 210 g mã số 4, giá con này là 650 ạ. Đây, 650.000 nha. Rất là đẹp. Số 5 đây, một con ISO này, khoen nhỏ của Shimano luôn. Con này thì nhỉnh hơn một xíu. Đây, cực đẹp nha, con này mới cứng luôn. Họ đây ISO luôn, HG 5m4 độ cứng 2, con này thì sản xuất tại Indo nha, xuất thị trường Nhật có mã code và tem vàng hết. Đó, đẹp nha, pad Fuji này. Khoen của mình là cũng khoen Fuji xứ xám luôn. Đây, rất là đẹp nha. Thì cứng 2, cứng tầm khoảng 4H cần tay, ngọn con này là 1.3 ly, ngọn sẽ có 1, 2, 3 khuyên chạy như này. Con này thì mới hơn. Mấy con này thì để cho mình giá rất là tốt như này. Mấy con này thì trung bình giá thị trường tầm khoảng 900 đến 1 triệu nha. Thì để cho mình giá tốt thôi. Con để cho mình là giá 700 như này. Đây, giá 700 nha. Mới cứng nha. Đây. Mấy cái dòng này anh em mình chơi nhiều lúc trước á thì khỏi bàn luôn. Cái dòng ISO này rất là ngon. 5m4 cứng 2. Cân nặng là 225 g, mã số 5, giá 700 ngàn. 700 nha này. Mã số 6 ạ. Số 6 thì đây sẽ có một con cần ISO khoen lớn như này. Đây, cần ISO khoen lớn carbon nha. Con này thì dài cho mình là 5m4 độ cứng 4 của dòng Will nha. Đây, Will carbon. Khoen lớn thì đa số là bất vặn cho mình rồi. Dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji nha. Con này thì khoen của mình là khoen loại xứ xít nha, không phải là khoen xứ xám. Cứng 4 thì xả cần tay tầm khoảng vào trên 6H, ngọn con này là 1.6 ly. Ngọn cần thì nó sẽ có là hai khoen chạy đây. Đây, carbon xoắn vân như này. Lóng rất là đẹp này. Đó. Lóng liếc sáng và đẹp hết nha. Thì những cái con này đi kèm cho mình là 6 lóng như này. Đây, đi kèm 6 lóng nha. Thì bên đây vẫn hỗ trợ xả cần tay để các chép camè được đây. Khoe Fuji, loại xứ đá xít. Rồi cân nặng của cần là 400 g, mã số 6, 5m4 cứng 4, giá 750 như này. Đây, giá 750.000 ạ. Tiếp theo cho mình là mã số 7. Số 7 thì đây sẽ có một con cần súp như này. Con này cần súp lỡ này, đánh đầu cần và gần bờ. Cái này cần carbon, độ dài con này là 39, độ cứng DS như này. DS thì rơi cho mình tầm khoảng 27. Pad Fuji F7, khoen con này là khoen Fuji này. Đây, khoen Fuji loại xứ đá xám. Thì con này ngọn của mình đo cho mình sát cái này được á, là ngọn 2.4 ly, ngọn sẽ có 1 này. Đây, vừa 2 khuyên chạy cho mình nha. Full carbon xoắn vân, 39 đi kèm 4 lóng, đánh đầu cần gần bờ cho mình ạ. Đó. Tình trạng này nha. Đó. Vẫn còn đẹp và sáng hết này. Đó. Khoen pad Fuji loại xứ đá xám, pad Fuji F7 nha. Bên này vẫn hỗ trợ hạ pad miễn phí. Nắp chụp thì xoay bằng inox. Rồi cân nặng của cần cân được là 370 g, mã số 7, giá con này là giá 700 nha này. Đây, giá 700 ngàn ạ. Rồi, mã số 8. Số 8 này, số 8 ở đây có một con cần rất đẹp nha em, cho đánh đầu cần và gần bờ của dòng Daiwa. Con này Daiwa mình là dòng Daiwa Pro Swing, dài 4m, cứng 25, tầm khoảng AX nha em, carbon wicker. Con này bản nội địa Nhật và dàn khoen con này thì đều là dàn khoen full shift nha. Đây, dàn khoen full shift này, còn rất là mới. Ngọn con này đo cho mình là ngọn 2.4 ly, khoen xích, phôi hai da từ gốc tới ngọn luôn nha. Cho mình đánh đầu cần gần bờ, con này không có định vị. Và ngọn thì sẽ có hai khuyên chạy đây. Đó, hai khuyên chạy nha. Phôi thì hai da từ gốc tới ngọn cho mình rồi. Đây, cực đẹp nha, đóng CV chống nổ đầy đủ đây. Carbon quicker. Đây, rất là mới nha. Rồi 4m độ cứng 25. Con này thì cân nặng rất là nhẹ luôn, chỉ có là 330 g thôi. Mã số 8, giá 1 triệu 6 ạ. Đây, 1 triệu 600 ngàn nha. Tiếp theo mã số 9. Số 9 thì ở đây sẽ có một con cần dây trong, cái con này là dây trong cần rút như này. Đây, cần dây trong cần rút. Độ dài của cần là 3m3, độ cứng 50. 50 thì cũng dạng vừa, cho nên mình câu ngâm lan xe hoặc là mình câu đơn cũng được này. Con này ngọn cần thì đo cho mình sắc là 2.8 ly. Cái đầu bu con này thì môi trề chống xoắn như này. Đây, môi trề chống xoắn. Phôi của mình là carbon xoắn vân. Độ dài con này là 3m3 thì nó đi kèm cho mình chỉ có là 3 lóng như này. Một lóng thứ hai này, một lóng thứ ba. Cái lóng thứ ba sát gốc thì mình zoom được nha. Đây, kéo sát ra được này. Đó, zoom được cho mình ạ. Và khoen của mình là khoen lõi xứ xít nha. Con này thì mình anh em buộc thẻo mình câu cần tay hoặc mình luồn dây câu ngâm cô đơn cũng được này. Tay cầm cán mút bát vặn Fuji, gốc sẽ có dây buộc bảo hiểm đây. Cân nặng của cần là 300 g, mã số 9, giá 500 như này. Đây, giá 500.000 ạ. Rồi tiếp theo số 10. Số 10 thì đây sẽ có một con cần dây trong 3 khúc. Đây, con dây trong 3 khúc này cho nên mình về mình lên khoen hoặc mình có thể luồn dây như này, mình câu ngâm câu đơn, đánh cá tra cá chim hoặc câu chép đều được nha. Dài là 3m, độ cứng 50, cần này có thương hiệu của mình là Suzumi, bản nội địa Nhật nha. Đây, tem vàng. Ngọn con này thì đo cho mình sát cho này là ngọn tầm khoảng 2.8 ly, cần đẹp nha, nguyên bản nguyên zin hết. Cái phôi dây trong rất là ngon rồi, tay cầm cán mút bát vặn này. Đó. 3m cho anh em, cứng 50 để cho mình giá tốt nha. Con này để cho mình giá là 400 ngàn, mã số 10 nha, cân nặng 400 g. Đây,
400 ngàn thôi. Tiếp theo mã số 11. 11 thì ở đây sẽ có một con cần tay trợ máy này. Đây con cần tay trợ máy này cực kỳ đẹp nha, của Ryobi. Con này có chế độ zoom. Con này của dòng là Super Ryobi, dài là 3m9, có chế độ zoom là 4m5 như này. Đây rất là tiện nha, có hai chế độ. Pass là pass Fuji này, bắt gập. Khoen con này là khoen D3 là khoen xích nha. Thì cần tay trợ máy thì nó ra cho mình tầm khoảng 3H cần tay thôi, ngọn nhỏ nha, tầm khoảng 0.5 ly. Thì mấy con cần tay này thì đều là ngọn của mình là ngọn đặt, ngọn tháp hết này. Đây, chỗ tháp cho mình đây. Chỗ tháp như này. Còn dưới của mình là phôi carbon này. Đó, cần còn đẹp và sáng hết nha. Đây, tổng thể thế này. Nếu mà anh em muốn câu 39 á thì mình câu ngang đây. Đó, một đây đang đây nha. Còn mình muốn câu 4.5 á thì mình rút nó con zoom ra. Cái lông zoom nằm ở đây này. Đó, rất là tiện nha. Đây, cần đẹp và sáng hết. Khoen D3 có mình là khoen xích gold, còn phát là phát gập nha, Fuji F6. Fuji Stylus như này. Số 6 ạ. Cân nặng rất là nhẹ luôn, 140 g, mã số 11. Giá là 1 triệu như này. Đây, giá là 1 triệu cho mình ạ. Rồi tiếp theo thì đây sẽ có một con cần tay trợ máy này. Con này là của Daiwa còn nguyên full box nha. Đây con tay trợ máy của Daiwa. Con này thì có dòng là Daiwa Carbon Quicker, dài là 3m9, độ cứng 1 nha. Cứng 1 là tầm khoảng 3H cần tay thôi. Cái thông số thì có sẵn cho mình đây. 3m91, thu gọn 108cm, đi kèm 4 lóng. Cân nặng 120 g nha anh em. Ngọn 0.7 ly, gốc 20.9 mm, cần 21. Giá bên thị trường Nhật tầm khoảng 19.000 yên nha anh em. Trong 19.000 yên thì cũng tầm khoảng vào 3 triệu hơn như này. Còn để cho mình giá tốt nha. Đây, có bao vải hộp đầy đủ luôn. Đây, còn rất đẹp nha. Carbon Quicker. Đây, 39 cứng 1. Con này bản gọi là bản nội địa Nhật nha em. Tem vàng, pass Fuji Daiwa. Khoen đề ba con này là khoen Fuji nha. Và sẽ có nắp chụp này. Đây, nắp chụp bao vải đầy đủ hết. Đây, cần rất đẹp nha. Nguyên bản hết cho mình ạ. Đây, 0.7 ly. Trong con này thì ngọn của mình thì mấy con này đều là ngọn đặt, ngọn tháp ở đây. Đó, đi kèm 4 lóng nha. Lóng thứ 2 trên xuống này. Đó, Carbon Quicker. Cái lóng thứ 2 dưới lên thì là 2 da nha. Đây, 2 da. Còn mới, con này tầm khoảng 95% cho mình á. Rồi con này thì để cho mình giá tốt nha. Con này thì để cho mình là giá 1 triệu nha. 1 triệu mã số 12 ạ. Giá là 1 triệu cho mình ạ. Rồi mã số 13 này. 13 thì anh em hỏi cần câu suối rất là nhiều nha. Thì anh sẽ về cho một con cần câu suối của dòng Nissin. Cực kỳ hiếm nha. Rồi cần câu suối cần tay lóng ngắn Nissin. Dài là 4m5 nha em. Đi kèm là 10 lóng nha. Con này thì nhẹ nha. Con này chỉ có cho mình là 83 gram thôi. Đây phụ kiện chỉ có một cái đắp chụp kèm thế này. Thì con này cứng tầm khoảng vào 2-2.5H. Cho nên mình câu suối như này. Chúng là mấy con này thì mềm, ngọn nhỏ, 0.5 ly. Phôi carbon xoắn vân. Tình trạng con này thì đẹp, mới sáng hết nha. Nissin thì cái thương hiệu này thì anh em xài nhiều biết. Nội địa Nhật 100%, không có xuất thị trường cho mình luôn. Nissin Gamma đồ Daiko á, thì đỉnh luôn nha nè. Đi kèm 10 lóng nha. Nhẹ cho mình nha. Chỉ có 83 gram thôi. Tay cầm thì được làm nhám này. Mình cầm rất chắc tay nha. Thì để em đo con này thì thu gọn nha. Rồi thu gọn con này thì bỏ cúp chụp vào luôn cho nó đủ như này. Thì mình bỏ cúp xe ba lô du lịch này. Thu gọn cần chỉ có là 56cm như này. Đây 56cm. Cân nặng 83g, ngọn 0.5 ly, mã số 13. Giá là 1 đồng nha. Đây 1 triệu cho mình ạ. Nissin như này. Nissin nha. Rồi tiếp theo một con cần tay lóng dài. Con này thì cho đây mình câu cá rô cá giết này. Con này thì cần tay lóng dài của dòng Shibu. Dài là 3m6 nha. 3m6 cứng tầm khoảng 3H. Tay cầm được cuốn chỉ và dây mây, hàng nội địa Nhật nha. À, tổng thể thế này. 36 ngọn cần đo cho mình xác định là ngọn 0.8 ly, cứng tầm khoảng 3H thôi. Đây, cần đẹp nha, đi kèm là 6 lóng, à 4 lóng nha này. Nhầm nha. 36 4 lóng. Đó. Trong thì sẽ có sức dăm sơ sơ theo thời gian thôi. Không ảnh hưởng gì nha. 36 cho mình ạ. Cân nặng của cần thì chỉ có là 95 g, mã số 14, giá 600. Đây, 600 ngàn nha này. 36 Chibu. Rồi con này thì cho nên mình săn hàng này. Con này cho nên mình để cá chép, cá trắm được cho nên. Con này phôi dày cực kỳ nha. Con này là cần tay lóng dài của dòng Ryobi. Con này cái độ dài của cần như này. Độ dài con này nha là 8m1 như này. Bản của mình là bản nội địa Nhật. Cái tay cầm của nó thì được cuốn chỉ này, cuốn dây mây nha này. Đây cuốn dây mây từ gốc đây và trên này luôn. Zin đâu cần nha. Chỉ về dây mây cho nên mình cầm chắc tay. Phụ kiện thì vẫn có một cái nắp chụp kèm. Thì con này 8m1, độ cứng cần ra cho mình tầm khoảng từ 5-6H. Ngọn là 1.6 ly. Đây 1.6 ly như này. Đây, lóng lý còn sáng đẹp này. Mấy cái lóng trên này thì carbon, nước sơn màu đen, có khảm này. Có khảm như này. Có khảm sơn mài và mấy cái lóng dưới của mình là carbon nha, giả vân trúc, vân gỗ đây. Rất đẹp nha.
Con này thì anh em mình đánh cá trắm cá chép đều được nha, cần ra tương đối thẳng thôi, không phải là thẳng tắp nha. Đây, hàng Nhật thì chung là bo chép và trắm được. Con này thì dạng là bản coi, phôi rất là dày cho mình này, đó đẹp nha, sáng hết. Nó là dạng carbon nha, giả vân trúc, vân gỗ cho mình á. Đây, con nắp chụp kem. Rồi, cân nặng con này là 440g, mã số 15, giá là 1.3 triệu. Đây, 1.300.000 ạ, 8x1, Ryobi, bản nội địa Nhật nha. Rồi, tiếp theo thì đây sẽ có một con cần. Cái con này là con cho nên mình câu trên thuyền này, câu máy điện như này. Con này thì hàng khủng cho mình nha. Đây, con này thì gốc của mình là bằng inox CMC, có bọc cho mình một cái màng coi nhiệt ở đây, cầm chắc tay nha. Cái gốc này thì anh em mình thích á thì mình cắt ra nha. Em thấy cái này thì bọc sẵn thì mình cầm ok hơn, thì mình để về cũng được. Rồi, thông số con này như sau. Con này là cần cắm gốc. Rồi, con này thông số cần này, con này có thương hiệu của mình là Alpha Tackle nha anh em. Con này bản của mình là bản Japan nội địa Nhật. Độ dài của cần là 2m4 nha, 12 lẻ bao. Con này thông số 12 lẻ bao nhưng rất là cứng nha. Đây, khoen của mình là khoen xít này, khoen biển. Tình trạng của cần thì hầu như là có rất là mới, tầm khoảng 95%. Tay cầm cán mút này. Đấy, rất đẹp như này. Tất cả khoen của mình là dạng khoen chân luồn, cực kỳ cứng nha. Đó, khoen của mình là khoen chân luồn hết. Con này thì trong là anh em mình đánh cá tầm 40 kg được rồi. Câu nước sâu như này. Đó, dạng câu máy điện cho mình đây. Câu máy điện nha, câu ngâm. Rồi, con gốc của mình là CMC luôn. Anh em thích thì mình cắm gốc vào đây. Cái dòng này thì anh em xài nhiều biết rồi, vặn xuống cực kỳ chắc chắn nha. Mình gôi. Đó, 2m4. Cân nặng của mình thì cân được toàn thường là 690g, mã số là 16 nha anh em. 16 giá 1.800.000 ạ. Đây, 1.800.000. Mới cứng nha. Rồi, tiếp theo mã số 17. 17 thì con cho anh em zip nha anh em. Con này thì hàng khủng nha, hôm qua có lên một con thì anh em lấy rồi. Hiện tại chỉ còn cho mình một con này này, mới về nha anh em. Cái con này thì cần một khúc cho anh em câu zip, câu bắp pin đều được của dòng King Stitch nha. Dài là 6.3 là 1m89 kích tôm. Thì con này thì PE từ số 2 đến số 4, con này anh em mình zip bóp được nha. Con này tải mồi cho mình mát trên 300g, thoải mái nha. Gốc thì sẽ này mình có cái nắp chụp cho mình tháo ra này và mình dặn vào cho mình zip này, thì chắc ăn hơn. Tay cầm cán mút bát vặn. Còn dàn khoen con này là dàn khoen full xích nha. Khoen đề ba là khoen 40, khoen khổng lồ và tiếp là khoen 30. Con này thì nguyên bản nguyên zin, đây cạch bờ xoắn hai da. 1m89, con này thì đây mình khổng nha, dạng hàng khổng cho mình là săn hàng nha. Con này anh em mình gặp con cá mà tầm khoảng 23-30 kg á, mình kéo mới phê. Cực kỳ cứng nha. Con này thì cứng tầm khoảng vào XH. XH cho anh em. XH cho mình á. Tải mồi trên 300g. Đó, trên 300g nha. Một khúc. Con này thì bản gọi là bản nội địa Nhật. Cân nặng là 440g, mã số 17, giá con này là giá 2.500.000 này. Đây, 2.500.000 ạ. Cực kỳ cứng nha. 18 thì sẽ có cho mình một con cần lua. Con này là cần lua một khúc của dòng thương hiệu của Mỹ này. Đây, thương hiệu của Mỹ là dòng Falcon. Đây, Falcon của thương hiệu Mỹ này. Con này thì Falcon dòng Violet, độ dài là 6.6, 1m98, độ cứng hát nha. Cứng hát thì dạng cứng rồi. Thông số tải mồi tầm khoảng 14g, tải cá 7kg nha. Tay cầm con này thì bằng cán bần, bát vặn này, Fuji Gold. Dàn khoen con này là dàn khoen Fuji Gold hết nha. Đây, của dòng Mỹ này. Thương hiệu của mình là thương hiệu Mỹ ạ. Đây, cực kỳ đẹp nha, ngọn 2 ly. Một khúc nha, cho là một khúc thì đánh tốt hơn. Nhưng bù lại thì di chuyển hơi bất tiện cho mình thôi. Chứ mấy con này mà anh em đi lù lóc, lù chẹm á, lù nhớ hơi chứ thực đều được như này. Cứng hát thì dạng cứng rồi. Đây, của dòng Falcon. Rồi, cân nặng của cần thì là 160g, mã số 18, giá 1.400.000. Đây, 1.400.000 như này. Khoen xích gôn hết. Tiếp theo thì đây xem con cần ở khoen xích gôn cho mình luôn. Con này thì mã số 19. Con cần này là cần lưu ai khúc máy đứng của dòng Bass Bombo như này. Bass Bombo. Cái độ dài con này là 5.6, là 1m68, độ cứng L. L thì cũng dạng mềm cảm giác thôi. Thông số tại mồi mắt là 1/4 OZ, tầm khoảng vào 7-8g. Tại cá là 10 lẻ bao, tầm khoảng 4-5 kg cái này. Tay cầm con này cũng là bằng cán bần luôn, cán gỗ. Khoen là khoen full xích gôn nha. Cái con này thì mới cứng như này, con này chưa xài qua nha, anh em lưu ý chưa xài qua. Cứng L, ngọn 2 ly. Đây, rất là đẹp. Đây, con này thì cửa hàng báo là chưa xài qua như này. Con này L thì chung là cho đây mình lưu lóc, lưu chẽm, lưu cảm giác thôi. Cần là mới cứng như này, Suzumi. Đây, cực đẹp nha. Rồi, con này thì cân nặng của mình là 95g, mã số 19, giá 850.000 nha. Đây, 850.000 ạ. Khuyến xích gôn. Rồi, con này thì 20 này. Cái con 20 này là của thương hiệu của Mỹ luôn như này, của dòng Pass như này. Đây, sòng pát cây dừa nha. Đây, cực kỳ đẹp nha. Đây, sòng pát cho mình. Cái con này thì cần lưu ai khúc máy đứng của sòng pát. Con này thì có dòng là pát Baymastic nha em. Baymastic.
Độ dài con này là 6,3 là 1m89, cứng là ML, thông số tại 21g, lưu mát là 28g, tại cá là 16 là bao. Cá thì tầm khoảng vào 7-8 cái cá nha này. Đây, phôi hai da này. Patch của mình là patch vặn nha, Fuji. Dòng patch chính hãng này và khoen của mình là khoen xích luôn. Đây, full xích nha. Thường thì cực là đẹp. Mới như này. Con này thì mình lưu lóc, lưu chẽm, anh em mình câu bè, lưu mực vẫn được đây. Ngọn 1.8 ly. Cái thương hiệu này thì rất là mắc rồi. Rồi cân nặng của mình thì cân được á, là 120g, mã số là mã số 20, giá là 1.300.000. Đây, 1.300.000 nha. Rồi đây sẽ có một con cần lưu mực như này. Đây, con cần lưu mực, con này thì hàng hệ cho mình này, hàng tuyển như này. Con này của sòng mà thay quật. Cái con này thay quật của mình là lưu mực này. Con này thì EG. Cái độ dài con này là 8.1 như này, là 2m43. Ngọn UL, nói chung là mềm thôi. Hỗ trợ PE từ 0.5 đến 0.8. EG thì mát tầm khoảng 3.0. Phôi hai da, cái con này mới của mình như này, tầm khoảng vào 5 triệu nha. Đây, để mình 5 triệu thì con này hàng lướt trên 95% để cho mình giá tốt thôi. Phôi hai da từ gốc tới ngọn, ngọn 1.8 ly. Thế là trên đây mình lưu mực như này. Con là cần lưu mực nha. Đó, lưu mực anh em hỏi rất là nhiều. Cực đẹp nha, hàng hệ cho mình ạ. Đó, bắt vặn này, Fuji tay quật, phôi hai da, khoen xích. Cân nặng chỉ có 100g, mã số 21, giá 2 triệu nha. Đây, giá 2 triệu cho mình ạ. Rồi mã số 22 thì đây một con cần là hai khúc. Con này thì đa năng này, con này là giải cần lô nha. Con này là cần hai khúc. Con này thì anh em mà đa năng câu ngâm, câu lăng xê, câu lô, đánh các ngâm đều được hết. Con này thương hiệu của mình là Alpha Tackle hai khúc. Đây, made in Japan. Độ dài là 8 feet nha em, 2,4 đủ cái là M. M thì cũng dạng vừa rồi, mình lưu nhé hơi nhé thực, mình lưu gần đều được nha. Con này thì mới cứng. Dạng khoen của mình là dạng khoen full xích 3 chân này. Bắt là bắt vặn này, Fuji chữ vàng. Đây mới cứng nha. Hầu chưa xài qua luôn. Độ cứng M ngọn con này thì ngọn lớn, đo cho mình sát cái này được là ngọn 3 ly. Cái con này tính theo cần câu ngâm lăng xê thì nó sẽ ra cho mình tầm khoảng 80 nha em. 80 thì anh em mình đi lưu gần, mình đánh cắt tra cá chim đều được nha. Lưu lóc, lưu chẹm này. Đó, cần mới cứng luôn. Alpha Tackle cho mình ạ. Made in Japan. Rồi cân nặng của cần thì cân được là 330g, mã số là 22. Giá có đây là giá 2.200.000. Đây, 2.200.000. Mã số 23. 23 đây có một con cần Hechi hai khúc, cho nên mình câu bè nha. Đây con này cho nên mình câu bè nha. Đây câu bè cũng ngâm. Con này của dòng là Pond Bay, độ dài là 21,8. Con này bản mình là bản nội địa Nhật nha. Và con này thì là dạng là carbon, giả vân trúc, vân gỗ này. Những dòng thì đều là ngọn đặc nha. Ngọn đó cho mình đại sát cho đây là ngọn 0.8 ly, dạng khoen Fuji, ba chân lợi xí đá xám. Bát của mình là bát gập nha. Đây, bát của mình là bát gập Fuji F6 này. Gốc con này thì bằng cán gỗ nha. Đây, tổng thể thế này. Cân nặng của cần là 112g, mã số 23, giá 600.000 nha. Đây, giá 600.000 ạ. Cho mình câu bè nha. Mấy con này em tải cá tốt nha. Cá tầm khoảng 2-3 kg thoải mái này. Mã số 24 thì đây có một con cần là hai khúc, con này cho em mình là câu ngâm lăng xê nha. Đây con này thì câu ngâm lăng xê, khoen nòng sống nha, cực kỳ đẹp, con để cho mình giá cực tốt này. Con này thì thương hiệu của mình là dòng Misaki, Misaki thì nội địa Nhật rồi. Dài là 2m2 của dòng Maruka nha em, dòng Special 2m2. Tất cả khoen con này đều là khoen full xích nòng sống, ngọn trên này là khoen lá nha. Cái con này thì nguyên bản nha em, đều nó nối thêm cái gốc cho mình đây. Anh em lưu ý nha, nối thêm cái gốc bằng gốc trúc. Thì pad là pad zin ở đây, là pad zin Misaki Gold. Còn cái pad F7 này á, thì nó gắn thêm cho mình nha. Cái gốc thì hiện tại gốc nó thì dài cái ngọn một xíu. Cho nên mình cũng ngâm lăng xê. Đây khoen lá nha em. Còn nên em mình về lấy cái bộ khoen cũng đủ cho mình từng tiền cân rồi. Đây, đẹp nha. 2m2 cân nặng con này là 210g, mã số 24, giá 700.000. 700 cho mình ạ. Mã số 25 thì đây sẽ có một con cần, con này là con cần dây trong hai khúc liên khoen. Đây em sẽ cho mình coi con cần dây trong hai khúc liên khoen thì nó giống nha. Để xem khá của khoen thứ ba ra thì có một cái lỗ đây này, đây nha anh em. Đây, con này thì cái chỗ này nha anh em, cái chỗ phát này á thì mình tháo khoen thứ ba ra. Đó, sẽ có một cái lỗ từ đại liên keo cuốn chỉ và gia công lại cho mình rồi. Con này thì thông số cần hai khúc câu ngâm lan xê, dài 2m7 cứng 50 của dòng Beta Fishing, hàng Korea nha. Dạng khoen của mình là khoen loại sứ này. Đây khoen loại sứ. Ngọn con này là ngọn 3 ly. Còn thế là cái này mình câu ngâm câu lăng xê, cứng 50 thì đánh chép ao sông hồ tự nhiên được rồi. Trong cần dây trong và liên khoen thì cực kỳ ngon nha. Đó, tay cầm cán bút, bát vặn Fuji. 2m7 cứng 50, cân nặng là 290g, mã số 25, giá 600 nha anh em. Giá rẻ nha, 600.000 thôi. Dây trong nha, cần rất là đẹp.
Mã số 26, một con cần 3 khúc. Cái con này của dòng Daiwa Horolock, phôi hai da từ gốc tới ngọn luôn. Cái bản này thì cho anh em mình nha, cầu ngâm lăng xê đến chép. Dài là 3m6, độ cứng 30, Power Mat, dàn khoen Fuji 3 chân xứ xám, phôi carbon xoắn hai da, hỗ trợ một cái đầu bu full xích chống xoắn. Ngọn con này là ngọn 2.4 ly. Đây ngọn 2.4 ly nha. Phôi hai da này. Cần rất là đẹp, tay cầm cán mút, bắt đầu phát vặn đây. Đây qua chính hãng cho mình. Gốc thì sẽ có dây buộc bảo hiểm ở đây. Ba khúc nha. Cân nặng của cần chỉ có là 270g thôi, rất là nhẹ nha. Mã số 26, giá là 1 triệu cho mình ạ. Đây, 1 triệu nha này. Mới cứng luôn. Và cuối cùng thì 27 thì con này nè. Con này cho anh em mình đánh cá thu, đánh cá tra, cá chim đều được nha này. Cái con này là cần 2 khúc. Con này của dòng là Navi nha này. Là thương hiệu của Navigator, là nội địa 100% đây. Navigator dòng Tyson. Dài 3m6, cứng M, độ cứng rơi cho mình tầm khoảng từ 80 đến 100. Con này thì dạng cứng bạo lực, mình đánh neo cá thu, anh em đánh cá tra, cá chim đều được nha. Khoen full xích 3 chân hết. Bắt vặn Fuji, tay cầm cán mút này. Đó, 3m6 2 khúc. Thì một khúc của nó thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 1m85 nha nè. Đây 1m85, ngọn lớn 3.5 ly. Đó, ngọn lớn nha, con này phôi dày. Con này anh em neo thu tầm khoảng 20-30kg, bò tẹt ga nha. Bản nội địa Nhật, tem vàng đầy đủ đây. Đây, cần thì còn đẹp và sáng. Cân nặng của cần là 570g, mã số 27, giá 1.4 triệu. Đây, 1.400.000 ạ. Rồi tổng thể thì đây sẽ có cho mình là 27 một cần. Anh em ứng mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại nha. Bên em ship có toàn quốc, anh em nhận hàng đồng kiểm. Inbox qua Zalo, tem chụp hình từng mẫu cần mẫu máy để em tham khảo kỹ hơn. Rồi chúc anh em một ngày tốt lành, đi câu nhiều cá, nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại lần sau ạ.